Tapi buksir. Welcome back. Xin chào mừng quý vị trở lại. You know that we are covering marriage. Quý vị biết là chúng ta đang nói về hôn nhân. So we are going to deal with responsibilities of the husband. Cho nên chúng ta nói về những cái trách nhiệm của người chồng. Why? Của người vợ. What the Bible talks about as far as children are concerned. Và cái kinh thánh cũng nói gì về cái trách nhiệm của những người con. And even things like personal conflict. Và cái cũng như những cái vấn đề nói về cái sự xung đột cá nhân. But one of the things that happens is that while God desires marriage to take place. Và cái một điều xảy ra khi mà Đức Chúa Trời Ngài định là hôn nhân là phải có hôn nhân là điều gì? Satan desires to destroy marriages. Đức Chúa Trời thì muốn có hôn nhân, nhưng mà ma quỷ Satan thì nó muốn tiêu diệt hôn nhân. So the Bible says Satan has a number of schemes. Cho nên là Kinh Thánh nói là ma quỷ thì nó quỷ kế, nó có lắm, mưu kế lắm. By which he's thinking of how to cause your marriage to fail. Và cái nó tìm cách suy nghĩ để mà tìm cách khiến cho cái hôn nhân của chúng ta nó bị tiêu diệt. So in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. Cho nên ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu số 11. It says that. Thì Kinh Thánh nói như thế này. 2 Corinthians. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2. Chapter 2 verse 11. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu số 11. Để chúng ta không bị Satan lợi dụng vì chúng ta không là gì mưu trước của nó. In other words, Satan has schemes to prevent your marriage from succeeding. Thì nói cách khác là ma quỷ đó thì nó có mưu kế nhằm ngăn trở hôn nhân của chúng ta không có được thành công. So we should not be ignorant of such schemes. Cho nên chúng ta không có được thiếu hiểu biết về những mưu kế của nó. So this morning and later on in the afternoon. Và buổi sáng ngày hôm nay và trong buổi chiều nữa. I'm going to deal with what Satan will do to try and destroy your marriage. Thì tôi sẽ nói tới những cái vấn đề, những điều mà ma quỷ làm để cố gắng tiêu diệt hôn nhân của quý vị. Now these things do not happen overnight. Cái điều này tất nhiên nó không phải xảy ra ngay tức thì. You do not suddenly fall in love with somebody. Đúng không? Yêu ai đâu phải là thình lình mình yêu liền đâu. And then just as quickly fall out of love. Và không dễ để mình gọi là cái té ngã trong tình yêu với ai đó, tức là không phải là mình yêu liền, cần thời gian. So some things must have happened in your marriage. Cho nên có điều xảy ra trong hôn nhân của chúng ta. That causes it to fail. Và khiến cho cái hôn nhân của chúng ta thất bại. Now if your marriage is good. Nếu mà hôn nhân của chúng ta tốt á. Even if temptation comes your way. Mặc dù có những cái sự cám dỗ. You will not be easily tempted. Thì chúng ta không có dễ để bị cám dỗ. So for men. Cho nên đối với những người nam. Suppose a beautiful woman come along. Ví dụ như là mình thấy một cái cô gái xinh xinh, đẹp đẹp. If you are happily married. Nếu mà mình có một hôn nhân hạnh phúc với vợ mình. You will not be thinking of the other woman. Thì mình sẽ không có nghĩ tới những cái người phụ nữ khác. It's only because your marriage is not so good. Chỉ khi nào hôn nhân của chúng ta không có được gọi là cơm lên cái ngon. That you begin to be tempted. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu bị cám dỗ. Amen không? Now you're not necessarily be tempted by women. Không nhất thiết là chúng ta bị cám dỗ bởi phụ nữ thôi đâu. Or in the case of women tempted by men. Cũng có trường hợp là như là người phụ nữ cũng bị mấy ông nam quyến rũ nữa. You know, in modern society, trong cái xã hội hiện đại, women are just as easily tempted. Người phụ nữ cũng rất là dễ bị cám dỗ. Because now women have easy access to men as well. Bởi vì cái thời của chúng ta bây giờ thì phụ nữ họ được tự do hơn, họ có nhiều cái phương tiện để mà có thể cái nhìn ra bên ngoài. Last time they only work at home. Và khi mà tôi làm việc ở nhà đó. But these days they work outside as well. Ngày trước thì họ chỉ làm việc trong nhà thôi, nhưng mà bây giờ đó họ cũng đi ra bên ngoài làm việc. So
they meet many men as well. Cho nên đi ra ngoài thì họ cũng gặp nhiều ông nam. So whether man or woman, you can be tempted. Cho nên dù là nam hay là nữ, tất cả chúng ta cũng đều bị cám dỗ cả, không chừa đàn nào. Now, you need not be tempted by members of the opposite sex only. You need not be tempted by members of the opposite sex only. Chúng ta không chỉ bị cám dỗ bởi những người khác giới thôi. You could be tempted by drinking. Có thể chúng ta bị cám dỗ trong việc nhậu nhẹt. Your friends invite you, come, let's go drink. Bạn mời tới, đi nhậu bữa thôi. After you drink one, two bottle, you forget everything. Sau khi mình uống một ly đúng không, một lít rồi mình quên hết tất cả. Your wife waiting at home for you. Vợ thì chờ ở nhà. So never mind, let's continue drinking. Rồi không sao đâu, để bà chờ, mình uống tiếp đi. So such things happen. Và những điều như thế xảy ra. But why does it happen? Tại sao điều đó xảy ra? Because your marriage was not good in the first place. Bởi vì lúc ban đầu hôn nhân của chúng ta không có được tốt đẹp. Now why is marriage not good? Tại sao hôn nhân lại không có được gọi là tốt đẹp hay là êm xuôi? Yesterday Pastor Lawrence asked you. Ngày hôm qua thì mục sư Lawrence có hỏi quý vị. What does the Bible talk about as far as marriage is concerned? Thì Kinh Thánh nói gì liên quan đến vấn đề hôn nhân? Today I'm going to ask you a different set of questions. Thì ngày hôm nay tôi sẽ hỏi một quý vị một câu hỏi khác. If you enter into marriage, nếu mà chúng ta bước vào trong hôn nhân, you have certain expectations of your spouse. Thì tất nhiên là mình sẽ có những cái sự mong đợi về cái người phối ngẫu của mình đúng không ạ? Okay, all those unmarried people. Tất cả những ai ở đây là những người đã có gia đình rồi nhỉ? All those four of you at the back there. Bốn người ở phía sau kia đã có gia đình hết rồi đúng không? Bốn thầy người anh em người đàn ông đó. Cao. Rồi xin mời đi lên trên này. Bốn thầy đẹp trai đó, xin mời lên trên này. Tranh thủ bốn người, bốn cái hàng sau cùng đó, bốn người đó, bốn chàng trai đó. Not many rồi đã cao. Những người mà chưa lập gia đình, xin lỗi những người chưa lập gia đình xin mời lên trên này. Có ai không? Bốn người. Ai chưa lập gia đình xin mời lên trên này. Yêu thương người khác.
No, okay. Okay. Chúa nhiều, biết Chúa nhiều. Thứ hai là nó, mình phải biết là nó yêu mình. Yêu mình nhiều hay không? Nếu yêu nhiều thì mới chọn, còn không yêu nhiều thì không chọn. À, không yêu nhiều không chọn. You must love God and love you as well. Okay, very good. Okay. Cho em để em tìm và tin mà tin Chúa mà và người mẹ mà và tin cả mình mà mình để tin cậy mà có thể tin nhau. Okay, amen. In your culture, do you wait for your parents to select for you? Không biết ạ. Trong cái văn hóa của các thầy có chờ ba mẹ chọn chuẩn vợ cho mình không? Không. No. Okay. 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 Yêu thương người khác và yêu thương cả nhà mình. But you know, it's not the spiritual answer that break the marriage. À, nếu mà ai trả lời như vậy đó, lấy vợ lấy chồng là được vậy đó. When you get married, khi mà mình lập gia đình, you discover your wife squeeze the toothpaste different from you. À, thì mình sẽ phát hiện ra đó, cách mà vợ mình gọi là cái có cái kem đánh răng ra đó, nó khác cái cách mình làm. Sometimes you squeeze on the bottom, you squeeze on the top. À, đôi lúc thì mình bóp từ cái dưới đáy của cái kem đánh răng, còn bữa thì bóp từ trên đầu ra. When you eat food, you find she eats it in a different way. À, lúc ăn mình thấy vợ cũng ăn khác mình. So just now you heard example one fried, one steam. À, thì giống như lúc nãy có người thích cá chiên, có người thích cá hấp. These are the things that break marriage. À, đó là những cái điều nó xảy ra trong hôn nhân. Okay, those of you who are married. Rồi bây giờ đến lượt những người đã có gia đình rồi nè. 5 years and less. À, những người có gia đình cứ 5 năm đủ lại thôi. Okay, why I have to see who? Ai? 5 years and less. Ai có gia đình 5 năm đủ lại? Chưa tới đây quý vị. Yesterday I saw many. Ngày hôm qua thấy nhiều không? Sao lại thấy như vậy? 5 năm trở lại thôi. Tức là từ 1 tới 5 năm đó. Okay. You still remember before you got married? Quý vị có còn nhớ thời khắc lúc mà mình chưa lấy nàng không? What do you expect of your wife, right? Trước khi mình lấy chồng đó, mình mong đợi gì ở nơi họ? Còn nhớ không? Okay, any volunteer nào? Có ai tình nguyện như này nói không? Did you get what you expected? À, lúc đó mình mong đợi nhưng mà bây giờ mình có được cái sự mong đợi đó không? Volunteer, I'm not otherwise I'll pick you. À, có ai tình nguyện không? Còn không là tôi bốc lên trên này đó. Yeah, okay, this fellow in blue here. À, xin mời một người mặc áo xanh dương. I saw you put out your hand. Xin mời lên trên này. Okay. You had some expectation before you got married. À, bây giờ đẹp trai rồi nhưng mà cái trước khi lấy vợ trước là mình mong đợi gì ở trong cái người vợ của mình? À, khi mà chưa lấy vợ thì tôi cũng mong
và sẽ để tôi để vì tôi như là Chúa nữa, và khi mà tôi lấy vợ thì tôi cảm thấy vợ tôi giống như là tôi còn vậy, như là về Chúa ba trong tôi. Khi mà tôi công việc với Chúa là mong cho Chúa phải có một người vợ xinh và yêu mấy tôi cũng như là yêu mấy cả gia đình tôi. Và khi mà tôi cưới được vợ về thì vợ tôi cũng là một người biết yêu mấy tôi và cả của mẹ lẫn gia đình. Very beautiful. Vợ có thể rất là xinh đẹp. Spiritual. Là một người thuộc linh. Anything you don't like about your wife? Có cái điều nào mà thầy không có thích ở người vợ của mình không? Be honest, huh? Trong cái bây giờ thì cũng chưa tìm ra điểm mà chưa thích. Okay, the back there. Hi, phía sau. The one in the yeah. Đó, 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 chính, chính thầy. Rồi, xin mời lên trên này. Và trước khi mình cưới vợ thì mình mong vợ mình là một người vợ hiền lành, và mình làm cái gì sai thì vợ nó không mắng chửi mình. Không mắng chửi nhá, mình sai thôi cháu. Và mình cũng mong là sau khi mình có cái gì rất là vượt mình thì vợ nó về biết nói an ủi cho mình, để cho mình cái nỗi buồn của mình nó tan biến đi. Nhưng mà có xảy ra giống như điều thầy có ước không? Và thưa thầy là còn. Và mình thì chưa bao giờ cãi được một lần nào. Không. Và mình cãi không đúng không? Never quarrel with you. Okay. What is all very spiritual kind of answer? Đây là những câu hỏi rất là thuộc linh. If you've been married long time, nếu mà mình lấy đúng thời điểm, you will know that there are many things about your spouse that you do not like. Thì khi mà mình lấy thì trong một khoảng thời gian rồi dài rồi đó, mình sẽ biết là có rất là nhiều điều ở nơi người vợ, người chồng mà mình không hề thích chút nào. All those married long time, but more than 20 years. Có ai ở đây đã có gia đình hơn 20 năm rồi không? Is it true? Có đúng không? Quý vị thấy cái này có đúng không? Càng sống lâu với họ, mình thấy càng nhiều cái điều mình không có thích. You need to be honest, huh? Nói thật đi quý vị. If you married for some time, if you are married for some time, khi mà mình lập gia đình được một khoảng thời gian rồi, you will discover that there are some things about your wife or your husband that you do not like. Thì mình sẽ phát hiện ra có cái điều gì đó ở người vợ và người chồng mà mình không có thích. It's impossible that everything that you expect of her will come, will happen. Không thể nào tất cả những cái sự mong đợi của chúng ta nơi người vợ, người chồng đều xảy ra. However, tuy nhiên, it's how you deal with it that matters. Cái vấn đề quan trọng nó nằm ở chỗ là mình xử lý cái vấn đề đó như thế nào. Now, if you don't deal with it properly, nếu mà mình giải quyết không đúng, then Satan will attack you. Thì Satan nó sẽ bày mưu cho mình. So how does Satan attack you? Ma quỷ Satan nó tấn công mình như thế nào? All of you, when you get married, tất cả quý vị khi mà quý vị lập gia đình,
You will have certain expectations about your spouse. À, thì quý vị sẽ có những cái sự mong đợi nhất định nào đó về cái người phối ngẫu của mình. And if you are honest with yourself. À, và nếu mà quý vị bạn thành thật với chính bản thân mình. If you list down all these things that you expected of your spouse. Nếu mà mình lập một cái danh sách tất cả những cái điều mà mình mong đợi ở cái người phối ngẫu. And you think about what has happened. Và mình suy nghĩ là cái điều nào nó đã xảy ra rồi. You discover that there are some things that is not really what you expect. À, thì quý vị sẽ phát hiện ra có những cái điều mà mình trước đây mình không hề mong đợi nhưng mà nó lại có. I shared with you yesterday. À, tôi đã chia sẻ với quý vị ngày hôm qua. When I got married. À, khi mà tôi lập gia đình. I did not expect my wife to be a good cook. À, thực sự lúc đầu tôi không có mong vợ tôi là một cái người nấu ăn giỏi gì cả. But she surprised me. À, nhưng mà vợ tôi làm cho tôi ngạc nhiên. Cooking turned out much better than I expected. À, và thế là vợ tôi nấu món nào, ra món đó là tốt hơn, ngon hơn lúc kia điều mà tôi mong trong đời. So some things are positive, some things are negative. Cho nên có những lúc á thì có điều tích cực, có những lúc á thì nó lại là tiêu cực. Now what do we mean by positive things? Khi mà mình nói những điều tích cực thì ý mình muốn nói cái gì? How do we learn what to expect? À, làm sao chúng ta học cách để mà chúng ta trông đợi ở nơi người phối ngẫu? Well, we learn our expectations from our family life. À, chúng ta học được những cái sự mong đợi đó qua cái đời sống gia đình trước khi mà chúng ta lập gia đình. In other words, if it's a woman getting married to a man. À, ví dụ nói cách khác là khi mà một người nữ lấy một người nam. What she expects out of man is what she looks and observes her father to be. À, và cái điều mà cái người nữ đó trông đợi ở cái người chồng của mình đó là qua cái cách mà cô ta quan sát cái người cha của mình đó, ông là người như thế nào. So if the father is a loving person. Nếu mà người cha là một cái người yêu thương, biết yêu thương. Takes care of the wife. Đó là cái người chăm sóc người vợ. Then the daughter will be expecting the same thing when she gets married. À, thì cô con gái cũng sẽ mong đợi cái điều tương tự như vậy ở nơi cái người chồng tương lai của mình. But nhưng if the husband is the one that abuses, nếu mà cái người chồng là một cái người lạm dụng cái người phối ngẫu của mình, and she's got a negative impression of men. À, và thế là cô gái đã bắt đầu có một cái suy nghĩ là tiêu cực, là bi quan về người nam. So when she gets married, cho nên khi mà lập gia đình nhé, she's wondering. Đó, thì cô ta thắc mắc. Is my husband going to behave the same way? Không biết là ông chồng của mình có giống ông ba mình không ta. What does she learn? Cô ta học được cái điều gì? By observation about what's taking place in the family. À, cô ta học bằng cách là quan sát những điều xảy ra ở trong gia đình. Same with men. Đó. Người nam cũng như vậy thôi, cũng chỉ riêng gì là nữ không? What do you expect of your wife? À, quý vị mong đợi gì ở người nam của mình? You're observing your mother. À, mình quan sát người mẹ của mình. You have certain expectations. À, mình có những sự mong đợi gì? Oh, your mother very good cook. Oh, mẹ của mình nấu ăn rất là ngon. So you expect your wife to be able to cook as well. À, thì mình cũng mong đợi là vợ mình cũng nấu ngon. And then when your wife can't cook because she's new. À, và khi mà vợ mình nấu ăn nhưng mà bởi vì mình mới lấy về mà. You get disappointed. À, và nấu không ngon á thì mình lại thấy thất vọng. Maybe your mother is able to take care of many many things at the same time. À, có thể vợ mình á thì có khả năng chăm lo chăm sóc nhiều việc cùng một lúc. But you find your wife cannot do it. Nhưng mà mình thấy vợ mình thì không có làm được như thế. Well, when baby come, everything is in chaos. À, và mình thấy là cái thứ nào nó cũng lộn lào hết, nó cũng lộn xộn hết, không thể nào có trật tự cả. She doesn't know how to handle it. Đó, và vợ mình thì không biết cách xử lý. So she learns, the person who's going to get married learns about marriage from observing what takes place with their parents. Cho nên người sắp lập gia đình họ học những cái sự mong đợi ở trong hôn nhân tương lai của họ bằng cách là họ quan sát ở trong gia đình của họ. That's one way they learn. À, đó là một cách để họ học hỏi. People have certain expectations based on their own life experiences. À, thì có những người đó họ học những cái sự mong đợi đó qua những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, qua kinh nghiệm đời sống. In other words, they can learn from their friends. À, cái khác đó là gì? Họ có thể học hỏi từ bạn bè. Maybe from their schoolmates when they were in school. À, học từ giống như là bạn bè cũng đang đồng trang lứa lúc còn đi học. Or if they start to work, they can learn from their colleagues. Hay là khi mà mới đi làm thì học từ đồng nghiệp. So,
When they hear stories about what is taking place in other people's family. Cho nên đó, khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện mà diễn ra trong đời sống của một gia đình đó. Slowly they begin to have an idea, oh, this is what I can expect out of marriage. Khi mà họ quan sát như vậy đó thì dần dần họ hình thành những cái ý tưởng. Họ bắt đầu nói là đây là cái điều mà tôi trông đợi ở trong cái hôn nhân của mình. Nobody gets married without expecting something. Không có ai lấy vợ lấy chồng mà không hề có cái sự mong đợi nào. So just now I heard a lot of spiritual answers. Vừa rồi thì tôi nghe rất là nhiều những câu hỏi thuộc linh. Xin được câu trả lời thuộc linh. Now the spiritual answers are important. Những câu trả lời thuộc linh là quan trọng. If your spouse is not a godly person. Nếu mà người phối ngẫu của mình không phải là một người tin kính. If your spouse is not a loving person. Không phải là một người yêu thương. You know your marriage will be difficult. Thì mình biết là hôn nhân của mình sẽ gặp khó khăn. But then there are other things which you also expect out of marriage. Nhưng mà chúng ta cũng trông đợi những cái điều khác ở trong hôn nhân của mình. And so, how does Satan come to disturb your marriage? Và cái ma quỷ đến và nó gọi là cái can thiệp vào cái hôn nhân của mình như thế nào? The first area that he will attack. Lĩnh vực đầu tiên nhất mà nó sẽ tấn công. Is unfulfilled expectations. Đó tấn công vào những cái sự mong đợi mà không có được làm thành, tức là mình mong đợi nhưng mà cuối cùng nó không có được thành như vậy. Nó tấn công vào cái điều đó. In other words, you expected something out of your marriage. Ví dụ như thế này, chúng ta trông đợi cái điều gì đó từ trong cái hôn nhân của mình. Your partner does not fulfill what you expect. Và cái người bạn đời của mình không có làm tròn cái điều mà chúng ta trông mong. And so you get disappointed. Và thế là mình thất vọng. That's the first step. Đó là cái bước đầu tiên. You begin to feel disappointment. Mình cảm thấy thất vọng. Then you tell your spouse. Thế là mình nói với cái người phối ngẫu. You expect your spouse to change their behavior. Mình nói với họ và mình mong họ là phải thay đổi cái hành vi ứng xử của mình. But they don't change. Nhưng mà họ không có thay đổi gì cả. So what happens? Vậy thì chuyện gì xảy ra? If they don't change their behavior. Bà hay ông mà không có thay đổi cái cư xử. Doubt begins to creep in. Và cái bắt đầu những cái sự nghi ngờ nó bắt đầu nó lên nổi là. Many women say to the man. Cái điều này thì không có nhiều người nữ nói thành thật nói với người nam đâu. I ask you to do this. Em bảo anh làm cái này. Why you didn't do this? Tại sao anh không có làm? Do you love me or not? Anh có yêu em hay không? If you love me, why you didn't do? Nếu anh yêu em, sao anh không làm? Disappointment comes in. Thế là sự thất vọng, nản lòng bắt đầu bước vào. Number one. Thứ nhất, expectations that are not fulfilled. Thứ nhất đó là những ma quỷ nó tấn công vào những cái sự mong đợi mà không được làm thành. And so Satan begins to plant a little seed. Và thế là Satan nó bắt đầu nó gieo hạt giống nhỏ. Nothing has happened to your marriage as yet. Lúc đó thì chưa có cái điều gì gọi là nghiêm trọng xảy ra trong hôn nhân của chúng ta đâu. But now he's planted a little seed of doubt in you. Nhưng mà bây giờ đó, ma quỷ đã bắt đầu gieo cái hạt giống là sự nghi ngờ ở trong cái gì? My husband like that. Mình đâu bắt đầu thắc mắc tại sao ông chồng của mình lại như thế này? Why my wife like that? Tại sao bà vợ của mình lại như thế kia? We love each other. Mình yêu thương nhau mà. Then why won't she agree with me? Tại sao anh lại không có đồng ý với anh? Is it true? Đúng không quý vị? Your wife agree with you all the time? Có phải lúc nào là vợ cũng luôn luôn đồng ý với quý vị không? Không. Many times your spouse will disagree with you. Nhiều lần, nhiều lúc người phối ngẫu của mình sẽ bắt đầu ý kiến với mình, không có đồng ý với mình. Many people enter into marriage. Nhiều người khi họ bước vào trong hôn nhân. Thinking that marriage, married life is a life full of bliss. Thì họ nghĩ là hôn nhân đó là một vườn hoa hồng. Oh, everything is smooth. Mọi sự đều êm xuôi trơn tru chứ không? You know, sometimes husband goes to work. Nhiều lúc khi mà người chồng đi làm. Wife cannot wake up. Thì người vợ buổi sáng mà không có thức dậy nổi. Why you didn't make me breakfast? Ông chồng tức đi lên. Sao không thức dậy làm buổi sáng cho tôi đi làm? Oh, angry already. Nói vậy là tức giận rồi đó.
But if you love me, why you didn't make me breakfast? Ủa chứ em thương anh, sao em không có làm tô mì cho anh đi anh trước đi làm? Now if it happens again and again. Nếu mà cái điều đó cứ xảy ra liên tục như vậy. Then doubt begins to come in. Rồi thế là cái sự nghi ngờ bắt đầu lên lõi rồi. Person doesn't really love me. Cái bóng này không biết có thực sự yêu thương mình hay không. How come you don't make me breakfast? Ngày sau cái cả cái tô mì cũng chịu làm chưa nói gì nấu cơm. Well, I come back after a hard day's work. À, rồi sau khi trở về đúng không? À, từ chỗ làm rất là mệt mỏi. What do I get? Đó, ở trong nhà mình có được cái gì? Oh, no food, no food. Nấu thì cơm nửa sống nửa chín. Khen. Khen. Cháy. So that's the first step. À, đó là cái bước đầu tiên. Unfulfilled expectation. Những sự mong đợi không được làm thành. Step number two. Bước thứ hai. When your expectations are not fulfilled. Khi mà những cái sự mong đợi của mình đó như vậy nó không có được làm thành nhá. What do you feel? Thì lúc đó mình cảm thấy như thế nào? Besides disappointment. À, ngoài cái việc chúng ta cảm thấy nản lòng thất vọng. You will begin to feel hurt. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. Amen. Amen không? Quarrel with your wife. À, mình cãi lộn với vợ. Quarrel with your husband. Mình cãi lộn với chồng. Matter is not resolved. À, và cái vấn đề không có được giải quyết. What happened? Chuyện gì xảy ra? You begin to feel hurt. À, mình bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. It's a normal response. À, và lúc này không còn một cái sự gọi là đáp ứng gì cả. Why do you feel hurt? Khi mà mình cảm thấy tổn thương rồi. Because there's something selfish in you still. À, khi mà mình cảm thấy tổn thương, điều đó đồng nghĩa với việc là gì? Trong con người quý vị vẫn còn sự ích kỷ. You're not looking at it from the other person's point of view. À, mình không có nhìn vào cái vấn đề theo cái nhìn của người kia. You are continuing to look at it from your point of view. À, mình vẫn cứ nhìn vào cái nan đề đó theo cái quan điểm, cái nhìn riêng của mình. Is it true? Có đúng không? If you are thinking of the other person. Nếu mà mình chịu suy nghĩ một xíu về cái người kia đó. Instead of getting angry. Thay vì chúng ta bực tức lên. Instead of feeling hurt. À, thay vì chúng ta bị tổn thương. You want to know why it has not happened. À, thì mình phải tìm hiểu lý do tại sao à, là như thế. You try and find the reason for it. Đó, mình phải tìm hiểu xem cái lý do tại sao cái sự mong đợi của mình lại không có được làm thành. Sometimes you cannot find the reason. Đó, có những lúc đó thì chúng ta tìm thấy được lý do. So what do you do? Đó, thì lúc đó mình làm cái gì? There are two things that can happen to you. Đó, có hai điều có thể xảy đến với quý vị. The first thing. Điều thứ nhất. You have a biblical response. Đó, quý vị sẽ có một cái sự phản ứng theo Kinh Thánh. Bible says. Kinh Thánh nói như thế này. Cast all your cares upon him. À, hãy trao tất cả mọi lo lắng cho Ngài. Because he cares for you. À, bởi vì Ngài hay săn sóc anh em. First Peter chapter 5 verse 7. À, Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu số 7. In other words, nói cách khác, when you feel hurt, khi mà chúng ta cảm thấy tổn thương, you don't know how to deal with it. À, chúng ta không có biết phải xử trí với nó như thế nào. You cannot get it resolved. À, chúng ta không thể gọi là cái giải quyết cái vấn đề đó. Then you let the Lord deal with it. À, thì chúng ta hãy để Chúa xử lý vấn đề đó. That's one possible response. À, đó là một cái phản ứng mà chúng ta có thể làm. Another response. À, một cái phản ứng khác nữa là gì? Is you feel hurt. À, khi mà mình cảm thấy tổn thương. But you're not willing to let go. Nhưng mà mình không có gọi là cái sẵn lòng để mà để gọi là tha thứ cái vấn đề đó. Bà vợ tôi làm tôi tổn thương. I cannot forget it. Tôi không thể nào quên được. So what happens? Cái chuyện gì xảy ra? Hurt begins to eat away in you. À, thế là cái sự tổn thương nó bắt đầu gặm nhấm mình, nó bắt đầu nó ăn nuốt mình. The Bible says in Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. À, cái thánh nói trong Ephesians đoạn 4 câu 26, 27. Ephesians đoạn 4 câu 26, 27. Anh chị em tức giận nhưng đừng phạm tội, đừng cưu man giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, cũng đừng để quỷ vương thừa cơ lợi dụng. Be angry and do not sin. À, chúng ta có lúc tức giận nhưng mà đừng có phạm tội. Don't let the sun go down. À, chúng ta đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Do you know why? Quý vị có biết tại sao không? Because if you don't resolve your conflict.
Bởi vì nếu mà mình không có giải quyết cái xung đột, yeah, handing over control of your relationship to the devil. À, thì lúc đó chúng ta giao quyền kiểm soát cái mối quan hệ của chúng ta đó, cho ma quỷ. In the beginning, it was disappointment. À, lúc đầu đó thì chỉ là sự thất vọng thôi. Now it becomes hurt. Bây giờ nó trở thành sự tổn thương. Now let me ask you a question. À, tôi hỏi quý vị một câu nha. If your relationship with your spouse is good. Nếu mà mối quan hệ của quý vị với người bạn đời là tốt đẹp. Is it possible for somebody to come in between you and your wife? À, thì người khác có thể nào chen vào giữa vợ chồng quý vị hay không? Between you and your husband. Có ai dám chen vào không? Oh, không. Because you are, wow, you and your wife, you and your husband are very good terms. À, bởi vì quý vị đúng không, là một đôi keo sơn một thịt với nhau, ai dám xông vào là chết liền. But when it comes here already. À, nhưng mà khi mà chúng ta đến cái mức độ này rồi. Some doubt is beginning to come into your mind. À, bắt đầu có những cái sự nghi ngờ đến trong tâm trí của quý vị. This wife of mine. This wife of mine. À, thì mình nói là ôi, cái bà vợ. I'm so disappointed at her. Thất vọng quá đi. She hurt me so many times. Làm mình tổn thương nhiều lần lắm rồi. And somebody comes to you. Và thế là có người tới với mình. Some nice lady. À, có một cô gọi là cũng khá là xinh xắn. Very kind, take care of you all the time. À, là một cái cô này cô rất là tử tế tốt bụng và lúc nào cũng chăm sóc mình hết. Suddenly your eyes open. À, thế là lúc đầu mắt mình nhắm nhắm đúng không? Nhắm mở không nổi nhưng mà bây giờ mở to ra. You still are looking at your wife. Thấy mình nhìn vợ. Who are you looking at? Đó, thì lúc đó mình nhìn ai? Oh, this lady that's coming to you. À, mình nhìn cái cô gái vừa mới đến với mình. If you don't feel any hurt. À, nếu mà mình không có sự tổn thương nào. You're doing all right with your wife. À, thì chúng ta sẽ gọi là dính díu với vợ. No matter what this lady says. À, dù cái cô kia có nói gì đi nữa, chúng ta cũng không mà. You will not be tempted at all. À, chúng ta sẽ không bị cám dỗ. Amen. Amen ông. So your relationship. When you enter your relationship, you have certain expectations. Cho nên khi mà chúng ta bước vào trong một cái mối quan hệ, ví dụ như là hôn nhân, thì chúng ta có những cái sự mong đợi. And all of us will have some expectations that will never be fulfilled. À, và tất cả chúng ta đây, chúng ta đều có những cái sự mong đợi, đúng không? Không phải tất cả những cái sự mong đợi nào đều được làm thành đâu. And it's how we deal with this unfulfilled expectation. Đó, và chúng ta xử lý những cái sự mong đợi mà không có được làm thành, xử lý vấn đề đó như thế nào? That will determine how our marriage turns out. Đó, thì cách chúng ta giải quyết đó là sẽ quyết định gọi là cái hôn nhân của chúng ta sau này như thế nào. Some of these expectations can be quite major. Đó, và cái some of these expectations can be quite important to you. Đó, thì một số những cái sự mong đợi này ở trong hôn nhân đó thì đối với chúng ta rất là quan trọng. So some men, cho nên một số người nam, when they get married, khi họ lập gia đình, they expect their wives to take care of their mother, for instance. Và thì họ mong là vợ mình nhất sẽ chăm sóc bà già của mình. Ví dụ như vậy. And then every day the mother complain. Nhưng mà ngày nào á bà già của mình nhất cũng than phiền làm bao hết. Your wife no good. Nói là vợ của con lấy nhầm hay sao đó, cái con vợ này không tốt. Never take care of me. Vợ con nó không bao giờ chăm sóc cho sữa mẹ, không có làm gì hết. What kind of care would you give to me? Con hãy coi thử những thứ mà vợ con cho mẹ nè. I want this, I want that, she never take, they would do it for me. Mẹ muốn ăn phở mà nó cho ăn cháo. So every day your mother and your wife quarrel. Thế là dở vợ, đúng không? Mình mới lấy về với lại bà già của mình, ngày nào cũng cãi nhau hết. But you expect your wife to take care of your mother. Mình nhớ thì mình mong là vợ mình lấy về sẽ chăm sóc mẹ mình. Your wife did not do it. Dạ, mà vợ mình thì không có chịu làm. So there's an unfulfilled expectation. Thế là chúng ta có một sự mong đợi không được làm thành. This is an important one to you. Đây là một cái vấn đề quan trọng đối với quý vị. Some expectations not very important. Cũng có những cái sự mong đợi nhưng mà nó không có quan trọng. I expect you to clean the house. Đó, anh muốn em là làm cái nhà. Okay, not so clean, never mind. Đó, không sạch lắm cũng không sao đâu. Not so important. Đó, cũng không có quan trọng lắm. So, the house not clean, it's not up to my expectation.
Đó, và cái nhà không có sạch đó thì nó không có phụ thuộc vào cái sự mong đợi của tôi. But because it's not so important to me. Và bởi vì nó không có quan trọng đối với tôi lắm. I don't feel so disappointed. Cho nên tôi cảm thấy tôi không có cảm thấy bị thất vọng khi mà nhà But không có được lau sạch. Many marriages. Nhưng mà nhiều hôn nhân break up because of this husband, wife and mother problem. Đổ vỡ bởi vì do vấn đề giữa bà vợ với bà già. This is an important expectation. Đó, và đây là cái sự mong đợi quan trọng. Amen. Amen không? Is it true in your culture? Ủa, cái này có đúng trong văn hóa của quý vị không? Yes. Yes. Universal, everywhere the same. À, quý vị thấy không? Chỗ nào nó cũng như vậy hết. Mother and wife problem. À, bà già với bà vợ. Bà xin lỗi, bà già với bà vợ. If mother and wife get along. À, nếu mà vợ mình với là mẹ của mình đó, mà hòa hợp với nhau, you will have a very successful marriage. À, thì chúng ta sẽ có một hôn nhân rất là thành công. Amen. Amen. So, because that expectation is not fulfilled. Và bởi cớ những cái sự mong đợi như vậy không có được làm thành. The first thing that happens, you get disappointed. À, thì cái điều đầu tiên đó, là chúng ta cảm thấy thất vọng. The second thing that happens is you get hurt. À, điều thứ hai là chúng ta thấy tổn thương. The third thing that will happen. Điều thứ ba đó là điều gì? After a while. Một hồi sau. You can't contain yourself anymore. À, lúc này mình không có thể nào kiềm chế được nữa. What happened to you? Lúc đó chuyện gì xảy ra với quý vị? Oh, you get angry. À, mình bắt đầu nổi khùng lên. Oh, you burst out. À, bắt đầu mình đều có lại nổ khăn luôn. Không có giữ được nữa. Tức nước vỡ bờ rồi. Then you begin to scold your wife. À, thế bắt đầu mình la rầy bà vợ đó. Sometimes the wife scold after. À, đôi lúc bà vợ không chịu thua, lại lại ông chồng. Why you go drinking every day? Tại sao anh ngày nào anh cũng đi nhậu nhẹt thế vậy? Why you don't come home on time? Tại sao không có về nhà đúng giờ? Many things cause us to be angry. À, rất là nhiều điều khiến chúng ta tức giận. Now anger can come in several forms. À, cái sự tức giận nó có thể là nó có nhiều hình, nhiều dạng khác nhau. Anger can be verbal. Có thể thể hiện qua lời nói. In other words, people use words to hurt others. Nói cái khác là gì? Mình sử dụng lời nói để mà làm cho người khác tổn thương. And you see this happening in many marriages. À, và chúng ta thấy cái điều này xảy ra trong rất là nhiều hôn nhân. The husband run down the wife. À, và cái người chồng á thì gọi là cái nói xấu về người vợ của mình. Oh, you're no good, you're stupid. Em ngu quá, em dốt lắm, em biết đâu. Why you can't do this? Cái này thôi mẹ có muốn làm được là sao? Oh, my mother can do this. Mẹ anh còn làm được, bà già lắm rồi, bà còn già làm được, em trẻ thì mẹ muốn làm được là sao? My sister can do this. Em gái anh nó cũng làm được luôn kìa. My auntie can do this. À, cô gì anh cũng làm được luôn. My friend can do this. À, bà anh cũng làm được luôn. Why you cannot? Nhưng mà tại sao em không làm được? They using words to hurt their spouse. À, họ sử dụng lời nói để làm tổn thương người. You know when the marriage enters into this stage. À, khi mà hôn nhân mà nó đã rơi vào trong cái tình trạng này rồi, cái giai đoạn này rồi đó. It's getting bad already. À, thì nó đã ở trong tình trạng gọi là tồi tệ rồi đó. Is it true? Có đúng không? You can feel disappointed, you can feel hurt. À, mình có thể cảm thấy thất vọng, nản lòng, tổn thương. But it's all inside you. À, nhưng mà lúc đầu dù có những cái tức giận đúng không? Hay là cái tổn thương đó, vẫn còn nằm ở bên trong. It hasn't come out yet. À, mình chưa có nói ra. But when anger is displayed. Nhưng mà khi mà một cái khi sự tức giận được bày tỏ ra. That's the beginning of the end of your marriage. À, thì đó là sự khởi đầu điểm kết thúc hôn nhân của chúng ta. You use words. Mình sử dụng lời nói. Some people use physical action. À, một số người thì không chỉ dùng lời thôi mà dùng luôn cả cơ bắp. In other words, you can beat up your wife. À, nói cho dễ hiểu là gì? Mình đánh vợ. Is it true? Có đúng không? You mean nothing happened in your community? Ủa chứ trong cộng đồng của quý vị không có hay sao mà quý vị ngơ ngác hết vậy? Husband beat up their wife. Sometimes wife beat up their husband. À, đa số là chồng đối xử với vợ như vậy, nhưng mà đôi khi đó vợ cầm dao với chồng. The wife is fiercer than husband. À, nhiều lúc đó, người vợ đó nhiều khi còn hung dữ hơn cả người chồng.
So in order to display their anger. Cho nên để có thể bày tỏ sự tức giận đó. What did they do? À, thì họ làm gì? Oh, they go and beat up the other person. À, đó là họ đánh lục, à, khi họ đánh đập những người kia. And so, step number three in this process. À, và cái bước thứ ba trong tiến trình này. Is when anger is being displayed. Đó là khi mà chúng ta bày tỏ sự tức giận. That's when you begin to show that you are rejecting this relationship of yours. À, đó là lúc mà chúng ta bắt đầu bày tỏ cho cái người kia thấy là mình bắt đầu khước từ, mình không còn chấp nhận cái mối quan hệ của mình với họ nữa. Now we are all believers. À, quý vị là những con cái Chúa. When you enter into marriage. À, khi mà quý vị bước vào trong hôn nhân. You know that you enter into it for life. À, quý vị biết rõ là hôn nhân là trọn đời. But what happens in a marriage when, and this applies especially to women. À, và cái điều này áp dụng cho nữ là nhiều. When the spouse is abusive. À, và khi mà cái người phối ngẫu, tức là cái người chồng người nam đó, mà là cái người hay lạm dụng vợ con đó. Every day the husband comes. À, mỗi ngày khi mà người chồng về. And beat you up. À, về ngày nào là đánh vợ người đó. Can your marriage continue? À, hôn nhân của mình có thể nào được tiếp tục không? It's very difficult. Rất là khó. But can you divorce your husband? À, nhưng mà mình có thể nào ly dị chồng mình không? Yes or no? Có hay không? Your husband come and okay, let me look for some woman. À, có bây giờ tôi tìm một số người nữ thử xem. Woman here, the back here, all married, right? À, tất cả những người nữ ở trong này đã có gia đình hết rồi phải không ạ? All married. À, tất cả đã có gia đình hết rồi phải không ạ? Yes, all married, right? À, có gia đình hết rồi phải không ạ? Dạ, các cô, các bác. Your husband come and beat you up every day. À, ông chồng về và ngày nào cũng đánh đập mình hết. Yeah, you want to end the relationship. À, mình có muốn kết thúc cái mối quan hệ đó không? Can you divorce your husband? À, mình có thể ly dị chồng không? Ông chồng lưu đạn không? Yes or no? Có không? Yes or no? Có hay không? Ngày nào về có xách cái lưu đạn về nữa. Hỏi thật luôn á. What do you do? Nếu mình là một người tin kính thì mình sẽ cầu cho người chồng thay đổi phải không ạ? If I am a godly person, I pray that God will change my husband. But every day he beat you. Nhưng mà ngày nào chồng cũng đánh mình hết, mình còn người nói không? You still continue to pray? Stop trusting the Lord and believe that God can change him. Oh. the lady at the back says. The lady at the back says. À, thì cái cô ở phía sau có nói. Because she's a godly person. À, bởi vì mình là một người tín kính. Even though the husband be there every day. À, thì mặc dù bị chồng gọi là cho ăn còn mỗi ngày. She will not end the relationship. À, thì cũng sẽ không kết thúc cái mối quan hệ đó. But she will continue to pray for the husband. À, nhưng mà sẽ tiếp tục cầu nguyện cho người chồng. Now that's one response. Đó là một cái phản ứng, một cái loại phản ứng. Another possible response. À, thì cũng có một cái loại phản ứng khả năng khác nữa. Is that you separate from your husband? À, mình có gọi là ly thân khỏi chồng không? If your husband beat you every day, you end up in the hospital. Nếu mà ngày nào ông chồng cũng đánh dùng tay cũng đủ mà dùng gậy dùng cuốc xẻng gì đó nguy hiểm, tính mạng luôn, mình phải ly thân đến nỗi mình phải vô bệnh viện. Your safety is at stake. À, thì cái điều quan trọng nhất là chính cái sự an toàn của quý vị. It's hard to continue in this relationship. À, thì trong một cái mối quan hệ như vậy đó, thì để tiếp tục rất là khó khăn. In this kind of situation. Và trong khi mà rơi vào trong cái loại gọi là tình huống như vậy. We have advised the woman. À, we have advised the woman to separate from the husband. À, thì chúng ta nên khuyên người vợ hãy gọi là tạm ly thân người chồng. Otherwise, she may get killed one day. Còn nếu không á, có thể là một ngày nào cô sẽ bị giết chết. But one
important thing to remember. Nhưng mà có một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Even in this kind of situation. Dù ngay cả trong cái hoàn cảnh như vậy. Bible is very clear. Đó thì cái thánh nói cho chúng ta rất là rõ. You do not divorce. Đó, chúng ta không ly dị, chúng ta ly thân, không ly dị. Many years ago. Nhiều năm trước đây.